Thông tin ban đầu, nam du khách khi đang cùng nhóm bạn đến tham quan ở khu vực suối Mơ Khe Râm thuộc địa phận thôn An Định, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Giang thì xảy ra sự cố. Do vị trí của du khách mắc kẹt tại con suối cách đường chính khoảng 1 km, nên lực lượng cứu hộ phải vất giả mang theo thiết bị chuyên dụng đi bộ vào để triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ. Đánh giá tình hình nước chảy xiết rất khó có thể tiếp cận được người bị nạn, nên chỉ huy lực lượng cứu nạn cử một tổ cán bộ giàu kinh nghiệm dược thác đu dây tiếp cận. Sau gần 30 phút, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa du khách thoát khỏi thác nước an toàn. Mọi người thoát tim chứng kiến cảnh lực lượng cứu nạn đu dây cứu nam du khách mắc kẹt trong hốc đá, bên ngoài là dòng thác đang chảy xiết.